Người tình 20 năm gắn bó với ca sĩ Phi Nhung, bức xúc vì hàng loạt tin giả về sức khỏe Phi Nhung, làm ơn có chút tình người đi. Ca sĩ Mạnh Quỳnh, người bạn thân thiết gắn bó hơn 20 năm của Phi Nhung thể hiện sự bức xúc khi xuất hiện những tin đồn không hay về bệnh tình nữ ca sĩ. Mới đây, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã chia sẻ lại dòng trạng thái và thể hiện sự bức xúc của mình. Trên trang cá nhân, anh viết, làm ơn có chút tình người đi quý vị ơi. Đem sự sống còn của một con người ra để thiêu dệt và vụ lợi cho cá nhân mình trong lúc này là điều không nên đâu. Thay vào đó là lời nguyện cầu có phải tốt đẹp hơn không? Nên tôn trọng sự riêng tư của gia đình và người thân của bệnh nhân. Xin khán thính giả hãy chia sẻ rộng rãi thông điệp này là chính xác nhất. Hiện tại, netizen cũng đang đồng lòng cầu nguyện, hy vọng Phi Nhung mau khỏe và sớm tái xuất showbiz. Suốt vài ngày qua, mạng xã hội liên tục lan truyền hàng loạt thông tin về bệnh tình của Phi Nhung sai sự thật. Mới đây, Trung tâm Thúy Nga cũng chính thức thông báo tình hình mới nhất của Phi Nhung, nói gì về loạt tin đồn đang lan truyền mạng xã hội. Phía trung tâm nơi Phi Nhung làm việc tại Mỹ đã có chia sẻ mới nhất về tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ. Suốt 2 ngày nay, thông tin sức khỏe Phi Nhung suy yếu sau thời gian điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Giấy đã khiến khán giả vô cùng lo lắng. Đặc biệt, ca sĩ Chi Di Phương Trinh, vợ cũ Bằng Kiều Cò xót xa cho biết phía bệnh viện đã thông báo gia đình Phi Nhung cần chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất. Đến giữa đêm ngày 25 tháng 9, Trung tâm Thúy Nga Paris B9, nơi Phi Nhung làm việc tại Mỹ chính thức thông báo tình hình mới nhất của Phi Nhung. Theo đó, phía trung tâm khẳng định Phi Nhung vẫn đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Giấy, đồng thời đính chính rằng những thông tin lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua đều không đúng sự thật. Nguyên văn thông báo từ phía Trung tâm Thúy Nga như sau. Kính thưa khán giả và những người yêu mến tiếng hát ca sĩ Phi Nhung. Hôm nay chúng tôi thông tin đến quý vị, ca sĩ Phi Nhung vẫn đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Giấy. Mọi thông tin về tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung được lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua đều không đúng sự thật. Thúy Nga sẽ thông tin đến quý vị tình trạng sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung khi có thay đổi. Trân trọng. Hiện tại rất nhiều tin trên mạng xã hội không đúng sự thật. Mọi thông tin mới nhất của ca sĩ Phi Nhung, Top Hot Channel sẽ cập nhật liên tục. Cảm ơn các bạn đã xem. Nhớ nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo mới nhất từ Top Hot Channel nhé.